ơi, cái cốc bự rồi ơi, tá luôn. Mình đừng thấy vậy mà thấy vậy ngon chứ mà ăn đậu khô lại nó chết có ông kia Hồ Chí Minh xuống mỗi lần ấy là những cái cốc mà cá câu hai nay có con câu nào hai thường thấy anh hai, anh hai câu cá không Minh Hương? Minh Hương nhờ nó móc ở dưới đó nữa hả, nó ăn này không hai lưỡi rồi nè, nó bằng không rồi đứt lưỡi á. Bởi nó tối ngày nó mê vậy. Cái là nãy tay có queo đang dần tầm dưới xe để lại ở vô cái thảo đó cô cây với mày đâu ha. Ê nó nhảy rồi tính 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 lấy cái rổ úp lại rồi lấy cái xô bỏ trong cái xô. Ê đặt ui trời rồi. Ủa, sao nó bị máu bị gì vậy? Ừ. Ui. Luôn bị máu rồi. Sao? Trời ơi đổ nước chi nữa? Đổ. Bẻ đi. Không giữ. Bẻ về ăn cho ai cho. Thôi đừng đổ nữa. Giờ là lát phải đi xuống ruộng. Ơi, mẹ bị máu rồi nè. Hả? Dạ, bị máu rồi. Con này nhỏ hơn con rồi. Quay. Con dính là có gì đâu rồi. Ơi nè. 3 4 rưỡi như vậy giờ nó có. Đó, cái gò chích mẹ cá đó, cái gò chích con mồi. Đẩy xuống. Cá mới chích con mồi. Cái cá cho bên đó kìa. Thương gì rồi thương. Chưa. Chưa để tám dính rồi mới được. Để cho nó tám dính. Ai ui. Câu xích kha ra. Kìa ta nè. Cho táp đi, tao táp rồi nó chạy đi mới được. Dạ. Dưới nó táp dính kìa, mày nó mới nhấp nhấp mày giật lên nè. Sợ luôn rồi. Sợ luôn rồi. Trời dính đó. Ủa, nó không dính luôn cha. Dính ngay gì đừng. Rồi đâu, rồi. Rồi đứt.